anh quýt. Ừ, có video rồi. Nhưng anh tôi có con xe mãi chưa đấu giá xong, Rolls Royce lửa thiêng. Và đó cũng chính là ý tưởng cho video số lần này. Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bò và Gấu. Hãy cùng bọn mình tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu xa xỉ bậc nhất mang tên Rolls Royce nhé. Đây là Frederick Henry Royce, gọi tắt là Henry, sinh năm 1863 tại Alwarton, nước Anh. Ông là em út trong gia đình nghèo gồm 5 anh chị em, bố mẹ thì có một xưởng xay bột. Năm Henry 4 tuổi, xưởng bột gia đình buộc phải đóng cửa vì không còn tiền vận hành. Cả nhà phải chuyển tới London để kiếm sống. Ăn còn chả đủ thì nói gì đến học hành. Thời thơ ấu của Henry gắn liền với công việc chứ không phải trường học. Năm 1872, bố của Henry qua đời. Nhà đã nghèo này còn khó khăn hơn. Những đứa trẻ nhà Royce bắt buộc phải làm cật lực hơn để kiếm ăn. Henry lúc này mới 9 tuổi và phải đi bán báo. Tới năm 15 tuổi, ông làm thuê và học nghề tại công ty đường sắt Great North. Những năm tháng nghèo khổ ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của Henry. Ông rất muốn vượt qua hoàn cảnh hiện tại và chỉ có đi học mới có thể giúp ông thực hiện mong muốn. Henry dành một phần tiền lương kiếm được, cộng với một chút hỗ trợ từ họ hàng để đi học vào quãng thời gian rảnh. Ông học rất nhiều, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ thuật điện. Đến năm 17 tuổi, do không thể trang trải cho cả ăn ở lẫn học hành, Henry Royce buộc phải bỏ học để đi làm full time cho một số công ty liên quan tới điện ở khắp nơi, bao gồm Leeds, London và Liverpool. Sau 2 năm thức khuya dậy sớm, cắm mặt vào công việc, Henry Royce tích lũy được kinh nghiệm và nhận vị trí khá ổn áp, kỹ sư trưởng của công ty điện Maxim Weston. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm 1884, công ty phá sản, Henry vì thế mà thất nghiệp. Thế nhưng không than thân trách phận, ông quyết định không làm thuê nữa mà mở công ty riêng của người bạn và là người đồng nghiệp lâu năm Ernest Clermont. Hai người đứng ra mở công ty có tên là Ferrer Royce, sản xuất các thiết bị điện và có trụ sở ở Manchester. Henry và Ernest cặm cụi ngày đêm. Cuối cùng, họ cũng sản xuất ra được một sản phẩm cực tốt, ăn đứt đồ của các hãng đối thủ, đó là chiếc chuông cửa chạy bằng điện. Nhà nhà đua nhau mua chuông cửa của Ferrer Royce, trẻ con đua nhau đi bấm chuông trộm, doanh số bán hàng bùng nổ. Henry Royce thì có chuồng điện, còn Enchot X thì có bảng điện hiện đại mà không hại điện. Bảng điện của Enchot X cập nhật diễn biến theo thời gian thực, kèm theo đó là những thông tin quan trọng, chính xác và đúng thời điểm về doanh nghiệp và cổ phiếu mà bạn quan tâm. Còn chần chờ gì nữa mà không mở tài khoản qua link dưới phần mô tả đi nhở? Yêu! Chẳng mấy chốc, Henry và Ernest có đồng ra đồng vào. Họ tiếp tục sản xuất ra những đồ đạc phức tạp hơn, trong đó có máy phát điện và cần cầu điện. Tuy nhiên, như thế là quá ít. Tham vọng của Henry là chế ra được các mẫu xe sang. Từ năm 1904, Henry Royce tự chế ra được 3 chiếc xe đặc biệt và đặt tên cho chúng là Royce 10. Chiếc đầu tiên dành cho ông, chiếc thứ hai cho BFF Ernest Clermont và chiếc cuối cùng được bán cho một đại gia kiêm người đam mê xế hộp, kiêm luôn cả một hung thần đường phố, Charles Rolls. Hoàn cảnh của ông này thì trái ngược hẳn so với Henry. Sinh năm 1877 trong một gia đình quý tộc, nhà không có gì ngoài tiền. Nhờ có điều kiện nên Charles được tiếp cận với máy móc từ khá sớm. Thời gian sau, ông học tại Cambridge và có cho mình một chiếc ô tô ngay khi mới 18 tuổi. Thấy được niềm đam mê xe cộ của con trai, bố của Charles cho ông tiền để mở công ty kinh doanh ô tô có tên là CS Rolls Incorporated. Công ty này nhập xe từ Pháp và bán cho khách hàng người Anglo. Đam mê của Charles còn thể hiện trong việc ông này rất thích đua xe nói riêng và các thử thách mạo hiểm nói chung. Đã từng có lần ông tham gia cuộc đua ô tô từ Paris sang Madrid, hơn 100 lần bay bằng khinh khí cầu và có hẳn một máy bay riêng kèm tấm bằng phi công. Charles vẫn luôn săn lùng những mẫu xe xịn đét. Thế nên, sau khi được trải nghiệm quả xe của Henry, Charles mê tít Rolls Royce và lên kèo hợp tác với Henry. Rolls Royce chính thức xuất hiện vào năm 1906. Lúc này, Charles 27 tuổi, còn Henry 41 tuổi. Dù độ tuổi chênh lệch khá lớn, cộng với hoàn cảnh của hai người rất trái ngược, thế nhưng Henry lại có kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực điện đóm xe cộ. Còn Charles thì là một doanh nhân khét tiếng với network rộng khắp. Hai người tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, họ cần thêm một người nữa để xây dựng tầm nhìn và đưa thương hiệu đi đúng hướng. Thế là Claude Johnson, đối tác của Charles Rolls, gia nhập với vị trí giám đốc điều hành của Rolls Royce. Rất nhanh chóng, Rolls Royce cho ra mắt phiên bản đầu tiên, The Six Cylinder, với thông điệp được Claude Johnson book trên các mặt báo. Đây không phải là một trong những chiếc xe tốt nhất. Đây chính là chiếc xe tốt nhất thế giới. Với giọng tít rất tự tin khoe cá tính này, Rolls Royce khẳng định vị thế số 1 trong giới xe cộ. Dân tình xôn xao bàn tán và mong muốn sở hữu chiếc xe này, đặc biệt là giới thượng lưu. Không lâu sau, Rolls Royce Silver Ghost được ra mắt, dân tình lại tấm tắc khen, thương hiệu phất lên trông thấy.
Charles Rose cũng phất lên theo đúng nghĩa đen. Đam mê bay lượn của ông ngày một lớn. Trong một lần bay tại Bournemouth, chiếc máy bay của Charles gặp nạn và khiến ông bỏ mạng ở tuổi 32. Dù rất đau lòng, thế nhưng Henry Royce biến đau thương thành động lực nhằm nâng tầm thương hiệu của mình và người bạn đồng hành lên tầm cao mới. Ông làm ngày làm đêm để mang tới những thiết kế đỉnh chóp cùng với bộ động cơ đạt đến mức hoàn hảo. Ngoài việc chế tạo ô tô ra, Henry còn tạo ra động cơ máy bay nhằm phục vụ cho nước Anh tham gia thế chiến. Vì làm việc cật lực, sức khỏe của ông ngày càng đi xuống. Henry Royce qua đời năm 1933 ở tuổi 70. Di sản mà Charles Rose và Henry Royce để lại được những người kế nhiệm tiếp tục phát triển rực rỡ. Trong những năm tiếp theo, các mẫu xe như Phantom, Ghost, Whiff, Dawn, Cullinan được ra mắt và trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Hiện tại, thương hiệu Rolls-Royce thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BMW. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu nội dung này mang lại thông tin hữu ích, hãy like và subscribe để bọn mình có động lực làm tiếp nhé. Bye bye!